A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của Pháp sư thời Lê. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 25. Chiều tối ngày hôm đó Khắp lị nhân thành Không khí vô cùng ảm đạm Ở trên đường lớn Các tiểu đếm, các đổ trường Đều đã đóng cửa Nhà nào nhà nấy đều đeo cờ trắng Thể hiện hiếu kính Trước cái chết của người đã xả thân Vì bách tính ở nơi đây Cùng lúc này Ở trong một mảnh rừng tăm tối Ở phía bắc thành Đám người trương phong Đang ngồi tựa lưng vào một thân cây đã một ngày trôi qua Mà cả đám vẫn không tài nào tìm được đường rời khỏi đây Ở trên đỉnh núi Cách vị trí của mấy người không xa Hắc y nhân và huyết thiềm thử Đang đứng nhìn xuống Nhị vương Tuy rằng ảo cảnh của vạn chúng yêu tộc thâm sâu khó phá Nhưng thực lực của tiểu tử kia cũng không tầm thường Chỉ sợ Ảo cảnh sớm muộn gì Cũng sẽ bị phá giải thôi Hắc y nhân có chút lo lắng nói Huế thiểm thường nghe vậy cười đáp hmm. Ta biết ảo cảnh khó giữ nổi hắn Nhưng chỉ cần bấy nhiêu thời gian là đủ rồi Hiện tại Hắn có thoát ra được thì mọi việc cũng đã thành Ngươi không cần ở đây phí sức làm gì Đi mà làm việc thùng luồng Lão đại đã phân phó đi Nói đoạn Huế thiền thử chuyển thân rất nhanh đã biến mất trong bóng chiều tà ở phía trong ảo cảnh nơi khe núi trương phong sau một hồi đi đi lại lại thì trở về gốc cây ngồi nghỉ ngơi ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì tiểu thúy thấy vậy thì đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống hỏi han tình huống trương phong chỉ thở dài nói ra hai chữ ảo cảnh tiểu thúy là yêu quái đối với bất kỳ ảo cảnh nào của yêu tộc đều có tính đối kháng cực cao Giờ phút này, nàng nghe Trương Phong nói, tất cả mọi người đã rơi vào ảo cảnh, thì khiếp sợ không thôi. Nàng vội vã phóng ra yêu lực cảm giác một chút, kết quả vẫn không cảm nhận được điều gì. Bây giờ nàng mới thắc mắc, tại sao ta không cảm nhận được bất kỳ sự khác biệt trong khí tức ở đây? Trương Phong lắc đầu biểu thị mình cũng không rõ, hắn chỉ biết dưới thiên nhãn của mình, hắn nhìn thấy có rất nhiều biến ảo trong cảnh vật nơi đây nói rõ một chút là mỗi ngọn cây bụi cỏ ở nơi này đều sinh ra rất nhiều hình ảnh đan sen làm cho bản thân chính trương phong cũng không thể nào giải thích được đang lúc mọi người còn trầm tư suy nghĩ thì lý hồng sau một hồi thám thính cũng đã trở về nàng nói mình đã đi về một hướng rất lâu nhưng rốt cuộc lại trở về đúng vị trí này kết quả này cũng không nằm ngoài dự liệu của trương phong hắn nói lý hồng đừng tốn công vô ích trong trận chiến vừa rồi nàng cũng xuất ra không ít khí lực chi bằng nhập định dưỡng thần rồi từ từ nghĩ biện pháp tiểu minh cùng với hai huynh muội tiểu chu tiểu ngọc đang trong chiến đấu tỏ ra anh dũng sông pha đến hiện tại đi bộ cả ngày trời sắc cũng đã sớm mỏi mệt ba người tự lưng vào gốc cây không biết đã thiếp đi tự bao giờ ánh trăng đêm dần dần hiện ra ở nơi cuối chân trời ánh sáng mờ ảo xuyên qua những tán lá làm cho trương phong càng thêm ảo não đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bế tắc như vậy nếu như là ngày thường hắn sẽ không suy tư như thế chỉ là trước mắt sự an nguy của dân chúng ở lị nhân thành đang bị uy hiếp cùng với sự xuất hiện của huyết thiềm thử thì ở đây lại càng khiến cho trương phong lo hơn hắn muốn nhanh chóng tìm cách phá đi ảo cảnh nhưng ngặt nỗi biện pháp hiện tại còn chưa có Suy nghĩ một hồi lâu Thần chí càng mệt mỏi Cộng với bôn tẩu một thời gian Khiến cho toàn thân của Trương Phong cứ như vậy Mà thiếp đi rũ trên bờ vai non mềm của Tiểu Thúy Và Lý Hồng Tiếng chim cú kêu ở hậu viện Phủ tường Vang lên dồn dập Một lát sau tiếng chim cú trộn rộn im ắng lại sau một đêm thúc ngựa không ngưng vừa mới tới nơi đã chịu cảnh tang thương đám người của dạ trạch đạo chẳng ai nấy đều mỏi mệt được chi phủ nguyễn tùng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi ở trong chính điện lúc này nguyễn bá trên thân mặc đồ tăng quỳ trước quan tài của trương quán chủ dù biết hồn phách của ông chẳng còn nhưng phận làm con làm sao có thể để cho cha mình nằm đó lạnh lẽo từng nắm tiền vàng được ném vào trong chậu than hồng những môn nhân của tam giang nhất quán cũng phủ phục túc trực ở bên linh cữu đầu giờ tí đêm hôm đó ở phía sau hậu viện một bóng đen nhẹ nhàng nhảy qua tường vây nhanh chân chạy theo hướng chim cú kêu tìm đến một tiểu đình trong trang viên cách đó khá xa nơi mà thiên minh và tinh thử ngũ sắc cùng với một hắc y nhân đang đợi sẵn vô diện cuối cùng thì người đã tới vừa thấy bóng đen kia tiến lại gần thiên minh đã lên tiếng thế nhưng đáp lại hắn chỉ là cái gật đầu lạnh nhạt của vô diện kế đó là âm thanh vặn vẹo xuyên quấn lớp mặt nạ bạc đám người của dạ trạch đạo tràng quyết định sẽ lưu lại nơi này Mấy lão giả kia cũng sẽ sớm xuất sơn Bước tiếp theo chúng ta làm gì Thiên minh nghe vậy thì trầm tư dây lát Đoạn lên tiếng Nếu như vậy Chúng ta xử lý chúng trước Sau đó cùng nhau tiến lên núi Đem mấy lão giả kia chém giết Vô diện khẽ hử lạnh đáp <laughs> Người nghĩ chuyện đó dễ sao Đám người kia bất kỳ kẻ nào Cũng có tù vị thượng sự đó là còn chưa nói tới Đây là địa phận quản hạt của quan phủ Chỉ cần xảy ra sơ sót Chúng nhất định đoán ra được âm mưu của chúng ta Vô diện vừa dứt lời Hắc y nhân cũng len lỏi Ta cũng cho là như vậy Hiện tại Đám người kia Đã có sự đề phòng Chỉ sợ là chúng ta ra tay không được Vậy theo ý người là sẽ như thế nào Thấy ý kiến của mình bị bác bỏ Thiên Minh có chút không vui Hắn vừa dứt lời Thì từ phía sau lưng của huyết thiềm thử Không biết từ bao giờ đã xuất hiện Nhân loại Có một yếu huyệt to lớn Ấy là tình cảm Một khi các ngươi có thể công kích vào điểm này Thì chắc chắn là giành chiến thắng Ý của người là Thiên Minh nhận ra giọng nói ấy liền quay đầu lại Huyết thiềm thử cười hì hì đáp <laughs> Dùng chính thứ chúng đang cố gắng bảo vệ Dụ dỗ chúng Ta không tin đám người đó có thể bỏ mặc những trưởng bối của mình Ý của ngươi Là chúng ta tấn công lên nối Ép đám người kia về hỗ trợ Kế đó nhận lúc chúng không đề phòng Dùng kế về bắt một mẹ lớn Vô diện là một kẻ thông minh Vừa nghe đã hiểu ra ý tứ của huyết thiểm thử Cho nên lên tiếng Như muốn xác nhận lại suy đoán Huyết thiểm thử nghe vậy thì vỗ tay khen <cười> <cười> So với năm đó thì người đã chín chắn hơn nhiều Vô diện Đã lâu rồi không gặp ừ. Nói đoạn Tiến đến bên vô diện Ánh mắt kỳ quái soi xét Vô diện dường như cũng nhận ra huyết thiểm thử Hai tay siết chặt Suy nghĩ thoáng dội lại mười năm về trước Trong hình ảnh trận đại chiến Vây bắt hai đại yêu vương của Đại Việt Vô diện gần lên từng chữ Nếu như năm đó Ta mà đủ cường đại thì giờ đây Ngươi cũng có thể ở đó khu môi múa mép sao Tịch nhù là chết trong tay ngươi Mối thủ này Cả đời của ta không quên Khi mọi chuyện chủ nhân phân phó xong xuôi ta nhất định tìm người để trả thù giống như là nghe được chuyện gì buồn cười huyết thiềm thử ngửa cổ cười dài đoạn nói <laughs> ngươi cho rằng hiện tại ngươi đủ thực lực để giết ta sao ta không đủ nhưng ta có cách bắt ngươi phải nằm dưới chân ta lời nói lạnh lẽo ẩn chứa sát khí của vô diện làm cho yêu vương đại danh đỉnh đỉnh như huyết thiềm thử cũng không khỏi trột dạ hắn mỉm cười không nói ánh mắt lại nhìn vào hắc y nhân đứng bên cạnh người tìm thường luồng nói với ả à kế hoạch của ta nói ả à, ở trên đỉnh dạ lĩnh sơn gây một hồi sóng gió chúng ta dưới này sẽ lo liệu những việc còn lại hắc y nhân lúc đầu khi gặp huyết thiền thử đã bị hắn dùng lời đại nghĩa mê hoặc hiện tại vẫn cho rằng là hắn đang ẩn thân trong thượng thanh phái tìm cơ hội báo thù xưa vì đại nghiệp của yêu tộc mà nhẫn nhịn cúi đầu nên sau khi nhận mệnh thì lập tức rời đi không mảy may nghi hoặc chuyện huyết thiểm thử nghe sai bảo của thượng thanh phái sáng ngày hôm sau ở trên giả lĩnh sơn liên tục xuất hiện thi thể của những đệ tử được phái nhiệm vụ tuần tra việc này đã khiến mấy vị tông sư đang tọa chấn không khỏi lo lắng trần trung đạo trưởng đã đích thân đi kiểm tra đến khi quay về thì nét mặt hiện rõ sự khẩn trương vừa bước vào trong chính điện đã nói ngay là thuồng luồng đã tới rồi tin tức từ trần trung đạo trưởng nói ra thì tuyệt đối không thể sai triệu tiến đạo trưởng lập tức phân phó cho đám đệ tử tiến hành bảy binh bố trận quanh đạo tràng sẵn sàng nghênh địch cùng lúc đó ở trên sơn đạo tiếng kêu rên của một tiểu đạo sĩ vang lên oai oái không ngớt hắn đang nằm trong tay của một nữ tử vận hắc y e. nhìn qua dung mạo tuyệt thế mỹ lệ vô cùng tiểu đạo sĩ bị nàng túm trong tay hai hàng nước mắt tuôn ra khóe miệng non nớt mếu máu dậm dậm dao gì tỷ tỷ lời còn chưa dứt thì cổ họng đã bị nữ nhân kia siết chặt lấy kế đó âm thanh như chuông bạc cất lên bạch sao ở đâu Tiểu đạo sĩ nét mặt trắng bệnh Thở không ra hơi Ánh mắt dại ra vì thiếu dưỡng khí Trong mơ hồ Nhìn ra thân ảnh của người mà Kẻ kia gọi là bạch giao Hay là giao nhi tỷ xuất hiện Trên thân của giao nhi tỷ Mặc một bộ váy dài màu trắng Tức tốc chạy qua đây Khóe miệng của tiểu đạo sĩ nở một nụ cười Khẽ mấp máy Giọng, giọng như thế Đoạn nó chìm dần vào mê man. Hắc Giao, tỷ đã hứa với ta là sẽ không lạm sát người vô tội, tại sao? ở xa, âm thanh trong trẻo khác vang lên, cái đó bóng trắng lao tới, từ trong tay của nữ nhân váy đen, cướp đi tiểu đạo sĩ. Hoài Tâm, đệ đệ sao rồi, Hoài Tâm? ở trong mê man, tiểu đạo sĩ Hoài Tâm nghe tiếng gọi quen thuộc, nhưng thần trí của nó hiện tại mơ hồ, chẳng biết là mơ hay là thật. Trong mê man âm thanh kia lại vang lên Màu Đi đến lị nhân thành Báo tin cho Đinh Long Dạ lĩnh sơn lâm lạn Nhớ kỹ lời ta Lời kia vừa dứt Hoài tâm cảm nhận cả người mình bị nâng bổng Tiếp đó rồi ngất lịm Không biết qua bao nhiêu lâu Nó mới tỉnh lại Thấy toàn thân bị nâng lên nâng xuống như đang Nằm ở trên vật gì đó Mở mắt nhận ra Mình bị một con vượn lớn cõng ở trên lưng con vượn nọ dường như cũng nhận ra hoài tâm đã tỉnh Nhưng mặc kệ Nó vẫn lướt qua từng tán cây Hoài tâm tuy đã tỉnh Nhưng toàn thân đau nhức chẳng động được Cứ như vậy nằm im Mặc cho con vượn lớn mang đi Từ trong một mảnh rừng rậm Ánh nắng không thể chiếu xuyên qua Ở trên dạ lĩnh sơn Hai nữ nhân một hắc y một bạch y đứng đối diện nhau Nhìn qua dung mạo của cả hai Giống y như nhau Chỉ có điều thần thái ở trên khuôn mặt Thì lại đối lập hoàn toàn một bên sát khí bức người một bên nhu hòa thánh thiện là giao nhi sao <laughs> từ bao giờ mà bạch giao muội lại thay tên đổi họ vậy không phải là muội nói sẽ thanh tu cả đời sau có gì hôm nay lại ở đây muốn phá hỏng chuyện tốt của ta vậy ở bên kia hắc y nữ mở miệng nói bên này nhìn theo bóng dáng con vượn đã mang hoài tâm đi xa khuất dạng giao nhi mới từ từ quay đầu lại nghe thấy những lời kia nàng mới nhỏ giọng tỷ bội ước giết người vô tội tỷ còn ở đây hỏi ta sao <laughs> vì yêu tộc ta chấp nhận tất cả bạch giao nếu năm đó không phải vì bản tính thiện lương nhu nhược của ngươi thì phụ mẫu chúng ta cũng không bị đám nhân loại kia sát hại đem hồn phách Ném vào trong huyền linh dị giới <laughs> năm đó ta đã thể phải phá nát phong ấn lối vào dị giới ở đây để cứu phụ mẫu ra mà phục hưng lệ yêu tộc người từ lâu đã bị xóa tên khỏi yêu tộc người không có tư cách giao ước với ta trên thế gian này từ lâu chỉ còn một mình ta là vạn yêu chi vương bạch giáo người tốt nhất là an phận của mình sống kiếp thanh tùng Đừng xem vào chuyện này Như bị kích động Hắc dao gầm lên Tất cả những bí mật Từ trăm ngàn năm trước Mà ít ai biết đến Được phơi bày Thì ra dưới phiến linh thạch Ở trong chính điện của dạ trạch bảo tràng Là lối vào huyền linh dị giới Từ dương giới Vết nứt nơi yêu huyệt của huyết thiềm thử Chỉ là một khe hở Do linh lực khủng bố của lôi cầu phá vỡ mà thôi Bạch Dao nghe đến đây thì tinh thần cũng có chút u uất nhớ lại năm đó yêu tộc và nhân tộc đại chiến nàng được lệnh cùng hắc giao đánh úp đằng sau nhưng trong giờ khắc quyết định nhìn nhân gian đồ thán tộc nhân hai tộc tàn sát vô số sự thiện lương của nàng trỗi dậy bạch giao đã tự động rời khỏi chiến trường thiếu đi sức mạnh của một cường giả chủ chốt thế cục nhanh chóng đảo chiều vì đó mà yêu tộc bị đánh bại yêu vương thượng cổ cũng chính là cha mẹ của bạch giao bị trừ đại thánh nhân cùng các cường giả của nhân tộc tiêu diệt hồn lực cường đại còn sót lại cũng bị ném vào trong huyền linh dị giới bị các thế lực âm dương giới quản thúc không thể quay về dương giới hồi niệm đi qua bạch dao nước mắt lưng chồng nhìn thẳng vào hắc dao than thở tỉ tỉ mọi chuyện đã qua rồi thế cục cũng đã khác chỉ cần yêu tộc chúng ta không làm, tập làm hại đến nhân tộc Họ cũng sẽ không đuổi cùng giết tận Tỷ làm sao phải quấy động can qua Đem tộc nhân yêu tộc đẩy vào vòng sinh tử như vậy Những lời nói ẩn chứa đạo nghĩa của thiên đạo của Bạch Giao Tưởng chừng như có thể xoa dịu sự thù hận ở trong hắc giao Nhưng nào ngờ lại chỉ như đổ thêm dầu vào lửa Trong cơn tức giận hắc giao rít lên Cái Cầm miệng cho ta Yêu tộc Quyết không cúi đầu trước kẻ xác H nếu như đã không chung đường thì tốt nhất đừng cản ta nhược bằng cho dù là tỉ muội xăm sinh ta cũng giết ngươi hắc giao nói đoạn liền ném một ánh mắt cảnh cáo về phía của bạch giao sau đó phi thân hướng về phía đỉnh núi rồi chạy mất dạng bỏ lại ánh mắt mê man không biết phải làm gì của bạch giao sắc trời cũng ngả về chiều đã là ngày thứ hai kể từ khi đám người Trương Phong bị vây nhốt ở trong ảo ảnh vạn yêu. Trưa ngày hôm nay, sau khi tỉnh lại, Trương Phong đã nghĩ ra biện pháp. Hắn nói với mọi người, ảo ảnh này tuy vi diệu, nhưng cũng không thể phá hỏng quy tắc, ranh giới của thiên địa. Nói một cách dễ hiểu là tất thầy ảo ảnh của dương giới, không thể xuyên qua mặt đất. Vừa hay, ở bên cạnh hắn lại có một đôi nhím tinh. Việc đào bới đất, chúng chuyện là sở trường hai huynh muội tiểu chu tiểu ngọc sau khi nghe phân phó thì hăm hở làm ngay tuy vậy sức lực của chúng cũng chỉ có giới hạn biện pháp này là hay nhưng chu vi bán kính của ảo ảnh rộng đám người trương phong lại không thể nào xác định được danh giới của ảo ảnh bởi vậy tiểu chu mới tiểu ngọc chỉ có thể vừa đào vừa lần mò đến hiện tại trên mặt đất đã xuất hiện vô số những cái lỗ lớn cứ mỗi một lần ngoi lên mặt đất cả hai lại phóng ra yêu lực để cảm nhận khí tức thay đổi chỉ có đều đến tận bây giờ vẫn chưa thể đào xuyên qua khỏi ranh giới của ảo ảnh. Nhìn thấy bộ dáng mệt nhọc của cả hai đứa, Trương Phong cũng không đành lòng, bảo chúng nghỉ ngơi chốc lát, phần mình thì dựa theo các hố đất thăm dò một chút. Quả nhiên chiêu này có tác dụng, đi theo các hố đất, Trương Phong cũng không bị quay trở lại vị trí cũ mà hư, phương hướng lại giống như đi theo một đường thẳng. Khi trở lại, hắn đem tin tức này nói với đoàn người ai nấy đều tỏ ra cao hứng. Lý Hồng bấy giờ mới lên tiếng. Nếu như đám yêu tà có mặt ở đây, tập trung lực lượng để duy trì ảo ảnh, thì xác định dân chúng của Lị Nhân Thành còn được an toàn. Chuyện này chẳng có thể yên tâm đôi chút. Tiểu Thúy sau hai ngày dưỡng thương, hiện tại Tô Vi cũng đã gần như khôi phục hoàn toàn. Nghe Lý Hồng nói như vậy, nàng cũng gật đầu đồng ý. Kế đó lại nói, ta cũng cảm thấy Những yêu tộc ở đây đều nghe theo lệnh của hắc y nhân kia Không biết hắn ở trong yêu tộc có địa vị gì Nhưng dường như thực lực cũng không quá ghê gớm Tiểu thúy mọi từ nói không sai Đêm hôm trước ta cùng hai nhóc này đánh với hắn Ta cũng cảm thấy như vậy ấy à, thực lực của hắn so với Phong thì không đáng nhắc đến đâu Cùng lắm cũng chỉ ngang với một đại sư đó Tiểu Minh đang nhồm nhòm nhai một quả dại vỗ ngực nói chen vào. Trương Phong gật đầu. Thứ hắn quan tâm lúc này không chỉ là an nguy của dân chúng nhịn lị nhân thành mà còn có tin tức của Trương Quán chủ. Ngày hôm qua hai ánh lửa đùng đùng bốc lên. Trương Phong nghi ngờ là có chuyện này có sự sắp đặt. Nếu như vậy thì cạm bẫy này chắc chắn đã được răng ra từ trước. Hắn tuy được lãnh giáo thực lực của Trương Quán chủ nhưng dù sao địch ở trong tối, mình ở ngoài sáng đang lúc đám Trương Phong ngồi nghỉ ngơi thì biến ảo trong khí tức của xung quanh làm cả đám giật mình, dường như là ảo ảnh đang dần dần thay đổi có dấu hiệu tiêu tán. Không lẽ là bọn yêu tà đã rời khỏi đây. Trương Phong lớn tiếng nói ra suy đoán bản thân, mấy người còn lại cũng có chung suy nghĩ, lặng lặng cảm nhận sự biến đổi của ảo ảnh. "Là ở bên ngoài, có chuyện gì đó đã xảy ra?" Tiểu Thúy lo lắng hỏi Trương Phong. Trương Phong chỉ nhíu mày, biểu thị mình cũng không rõ. Chỉ có điều, hắn cảm nhận sự biến đổi đột ngột. Cũng không mang lại điều gì tốt đẹp. Cảm nhận của Trương Phong không sai, bởi giờ đây, yêu tà, bấy lâu án ngữ xung quanh khen nối, đã bắt đầu rời đi. Mà điểm đến của chúng chính là giả dạ lĩnh sơn, nơi có vạn yêu chi vương đang tọa chấn. Dẫn đầu trong bọn chúng không ai khác, chính là hắc y nhân. Kẻ này đã sớm biến đổi thành dạng nhân yêu sức lực so với người bình thường vượt xa mấy lần. Bởi lẽ đó mà từ khi sáng sớm, hắn còn ở dạ lĩnh sơn báo cáo tình huống cho thùng luồng hắc giao. Ấy vậy mà chiều tối ngày hôm nay đã có mặt ở đây để điều động yêu tộc theo phân phó của hắc giao. Đám miêu tả cứ như vậy mà lũ lượt rời đi, ảo cảnh do yêu khí của chúng đan kết tạo thành dần dần suy yếu. Cùng lúc này, ở trong lị nhân thành, một tin tức kinh hãi chuyển đến con vượn tinh sau khi đem tiểu đạo sĩ hoài tâm Đến cửa thành lị nhân thì ném xuống Đám binh sĩ thủ thành thấy trước cửa thành Có một tiểu đạo sĩ ăn mặc Giống như những người vào thành sáng nay Thì lập tức đem nó mang về phủ Của chi phủ Nguyễn Tùng Giờ đây vừa lúc bắt gặp đám người Đinh Long Đỗ Hùng đi ra ngoài dò xét Động thái của yêu tộc liền đưa tiểu đạo sĩ hoài tâm giao cho bọn họ Các vị đạo trưởng Chúng ta gặp vị tiểu đạo này Nằm ngất ở ngoài cổng thành Nên mang về đây Quản binh nói đoạn liền phái người đưa Hoài Tâm đến trước mặt của đám Đỗ Hùng. Đinh Long vừa nhấc liếc mắt đã nhận ra tiểu đạo sĩ mà quản binh kia nói chính là tiểu đồ đệ của mình thì vô cùng kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy nó, dùng sức mà lay gọi. Sau mấy lần rung lắc, Hoài Tâm cuối cùng cũng nằm mở mắt ra. Nước, nước. Trong cơn mê sảng vì đói vì khát, Hoài Tâm lẩm bẩm Đinh Long cũng vội vàng sai người mang nước tới Vừa cho Hoài Tâm uống Vừa dùng tay xoa xoa lên gương mặt bụ bẫm Để viết xây xước của nó Hoài Tâm Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Hoài Tâm Đinh Long sau khi đợi cho Hoài Tâm tỉnh táo đôi chút Mới cố bình tĩnh hỏi Hoài Tâm đôi mắt khép hờ Chỉ nói được ba chữ Giao nhi tỷ Rồi lại khóc lên nức nở Đinh Long nhận thấy sự việc cấp bách liền vội vàng thúc giục Bây giờ Hoài Tâm vừa khóc vừa nói những câu không trọn vẹn. sư sự, sự phụ, giao nhị, giao nhị tỷ muốn giết con, dạ lĩnh sơn gặp nạn. tâm trí non nớt của một đứa nhỏ như hoài tâm một khi đã bị đả kích thì lâu giữ khó quên. vậy nên hình ảnh của hắc dao bóp cổ đã in sâu vào trong trí nhớ, làm cho những thứ nó nghe được trong thần trí bỗng chốc bay biến. chỉ còn lại là dạ lĩnh sơn gặp nạn trong thâm tâm của một đứa trẻ con non dại lúc này chỉ có khuôn mặt thân quen của giao nhi hiện lên sự độc ác khi bóp cổ nó làm sao có thể giao nhi làm sao có thể ra tay với con được đinh long như không tin vào tai mình hắn lắc đầu phủ nhận đám người đỗ hùng đứng ở bên cạnh nghe đến sơn môn gặp nạn thì đã đứng ngồi không yên tiểu cường không kiên nhẫn vội vàng lên tiếng bây giờ không phải lúc để quản việc đó Sơn Môn gặp nạn mà tiểu sư thúc còn tâm tình nghĩ đến nữ nhân hay sao? Mau chúng ta cùng trở lại Sơn Môn giúp các vị sư trưởng. Lời của Tiểu Cường tuy có phần không có phép tắc nhưng cũng làm cho Đinh Long định thần. Hắn nhanh chóng bế sốc hoài tâm vào trong. Đúng lúc này một đám đệ tử của Tam Giang nhất quán được Trương Bá phái đi do thám ở ngoại thành lị nhân cũng đã trở lại mang theo tin tức có rất nhiều yêu tả đang cùng nhau di chuyển về hướng giả lĩnh Sơn. Tin tức này như làm càng tăng thêm sự tin tưởng trong ý nghĩ của đám Đinh Long. Dạ lĩnh Sơn thực sự đã có chuyện. Không lẽ yêu tộc là muốn cường công lên đỉnh núi một lần nữa? Đỗ Hùng nét mặt lo lắng, nhớ lại trận chiến của 30 năm về trước. Ngày mà hắn đang ở độ tuổi thiếu niên, thùng luồng cũng đã từng mang theo tộc nhân của yêu tộc tấn công dạ lĩnh Sơn. Ngày đó nếu như không có sự giúp sức của ngũ đại tông phái Cùng với các tiểu phái chỉ sợ là giả lĩnh sơn thất thủ. Dưới sự lo lắng của mình, Đỗ Hùng gấp rút thúc giục mọi người nhanh chóng khởi hành trở về chi viện cho giả lĩnh sơn. Dù sao những yêu tả kia cũng đã rời khỏi, hiện tại ở Lịnh nhân thành tạm thời cũng không còn gì nguy hiểm nữa. Ngay trong đêm, đám người giả trạch đạo tràng cùng tam giang nhất quán lập tức khởi hành, hy vọng sẽ về kịp lúc. Chi phủ Nguyễn Tùng Tuy biết việc này sức người thường khó mà chen vào, nhưng cũng phái một đội binh mã đi cùng đoàn người. Dù sao thì đông người vẫn tốt hơn, hy vọng có thể vì vậy mà chấn áp phần nào khí thế của yêu tộc. Mặt khác lại sai thân tín cấp tốc, phi ngựa ngày đêm đến các tông phái báo tin, hối thúc bọn họ mau đến chi viện. Trường 150 Trong đêm đen, tiếng vó ngựa rồn rập mang theo sự khẩn trương của đoàn người vang lên ở trên đường lớn của phủ lỵ nhân rất nhiều bá tánh hiếu kỳ mở cửa ra xem biết được đoàn người đang trên đường đi tiêu diệt yêu quái ai nấy đều hò hét trợ uy ở trên lầu thượng của một tiểu đếm thiên minh và tinh thử ngũ sắc ở trên cao nhìn xuống nét mặt ẩn chứa nụ cười quỷ quyệt giờ đây bọn chúng chân chính trở thành ngư ông chỉ chờ đại chiến bùng nổ hai bên đều tổn hại đến khi đó chúng có thể nhẹ nhàng thô lưới đem huyền môn đại việt nắm vào trong tay nhìn đoàn người đi xa thiên minh bấy giờ mới cùng tinh thử vụ sắc xuống lòng nhàn nhã cưỡi ngựa tiến theo sau tất cả sự việc phát sinh bọn trương phong đều không biết ngay khi đám yêu tả tiến xa khỏi địa phận khe nối ảo ảnh vạn yêu vì vậy mà tự tán đi bấy giờ trương phong mới cùng tất cả mọi người thoát ra khỏi đó tiến nhanh về thành lị nhân vừa về tới nơi quang cảnh ở trong thành đâu đâu cũng là cờ trắng khiến cho trương phong không khỏi chấn kinh hắn vội vã chạy về phủ đệ của chi phủ nguyễn tùng vừa nhìn thấy hắn Chi phủ vội vàng chạy tới Nắm lấy vai hắn mà hỏi dồn Ánh mắt chứa đầy đau xót của lão Khiến cho Trương Phong càng thêm bất an Tiểu Phong Có phải là người làm hay không Có phải là người ra tay với Trương Năng hay không Người nói đi Nói đi Những câu hỏi của Chi phủ Nguyễn Tùng Làm cho Trương Phong ngây ngẩn Một hồi lâu nghĩ ra điều gì Trương Phong liền vội vàng hỏi lại Chi phủ đại nhân Là Trương Quán Chủ đã xảy ra chuyện gì rồi sao Nhìn nét mặt khẩn trương của Trương Phong, Nguyễn Tùng biết hắn không nói dối. Sự nguy hoặc to lớn ở trong lòng của ông cũng được buông xuống. Nước mắt lưng trọng mà kể lại đầu đuôi Trương Phong nghe xong thì khí huyết cuộn trào ở trong khí quản. Hắn ngửa cổ hét lên. Nỗi oan thấu trời này biết làm sao cho rõ. Hắn nắm chặt tay của Nguyễn Tùng. Trương Phong ta là huyền môn chính phái. Ta thả chết chứ không tổn hại nguyên khí của Đại Việt. Đại nhân, hiện tại ta không có thời gian nói rõ. Chỉ cần Trương Phong ta còn sống, nhất định là sẽ đem giải trình tất cả. Còn bây giờ, phiền đại nhân cho ta mượn mấy con tuấn mã, ta sẽ đến giả lĩnh sơn càng nhanh càng tốt. Nhìn ra sự khẳng khái trong lời nói và nét mặt của Trương Phong, Chi phủ Nguyễn Tùng không chút do dự, lệnh cho Lưu Vĩ sai người mang ngựa tới. Lại phái Lưu Vĩ, tiên phong dẫn đường cho Trương Phong. Trương Phong thấy Chi phủ Nguyễn Tùng tin tưởng mình, thì thực tâm cảm tạ, mau chóng cùng đám người Lý Hồng lập tức lên đường. Bóng đêm đen đặc che đậy tất thảy cảnh vật xung quanh, nương theo ánh đuốc bập bùng của đám người đinh Long, Đỗ Hùng, Trương Bá dần dần tiến đến địa phận của thôn làng xung quanh Dạ Lĩnh Sơn. Chỉ có điều, sự yên ắng đến lạ thường nơi đây khiến cho họ không khỏi nghi hoặc. Váo ngựa cũng dần dần chậm lại đề cao cảnh giác. Váo ngựa rầm rập như vậy mà ngay cả tiếng chó sủa cũng không có mọi người cẩn thận đó đỗ hùng dẫn đầu đoàn người như phát hiện ra sự quái dị liền ra dấu cho tất cả dừng lại ở đằng sau lưng tiểu cường cũng thúc ngựa tiến lên cầm theo ngọn đuốc tiến lại một nhà dân gọi to kết quả sau mấy tiếng gọi của hắn ở bên trong cũng không chuyển đến động tĩnh gì biết nơi đây đã xảy ra chuyện cho nên dù rất nóng lòng Thế nhưng vẫn phải xông vào mà dò xét Nhỡ đâu lại có còn ai có thể cứu giúp được Nghĩ là làm Đỗ hùng lệnh cho đám đệ tử của dạ trạch đạo tràng Chia cặp ra đi xung quanh thôn dò xét Trương bá cũng ra lệnh cho môn nhân của Tam Giang nhất quán Cùng phối hợp hành động Các binh lính được Nguyễn Tùng phái đi cùng bọn họ Thì chia ra mà tạo thành một vòng vây lớn Đem thôn nhỏ trước mặt vây kín lại sau một hồi tra xét nhận thấy ở trong thôn có nhiều vết máu lưu lại nhưng thôn dân thì tuyệt nhiên không thấy một ai đến cả gà chó cũng chẳng còn đám người đỗ hùng suy đoán những thôn dân có khả năng sau khi bị tấn công đã kéo nhau bỏ chạy điều đó nói rõ con đường trước mặt lên núi hẳn là sẽ gặp phải đại quân của yêu tộc hiện tại mặc dù bọn họ có mục đích là trở về trợ sức cho giả lĩnh sơn nhưng nếu như đơn độc chiến đấu mà không có sự đóng góp của những tông sư ở trên núi thì chỉ sợ họ chẳng còn sức mà thay đổi gì thế cục sau khi bàn bạc một hồi lâu họ quyết định men theo con đường nhỏ lên núi đỗ hùng phân phó cho mọi người nghỉ ngơi một chút bởi một lát nữa đường núi hiểm trở ngựa không thể đi đều phải đi bộ gió đêm càng lúc càng thổi mạnh những ngọn lửa từ trong ánh đuốc bập bùng bị gió tạt khiến cho ánh sáng vốn yếu ớt lại càng thêm ảm đạm cự ly vài mét nhìn chẳng rõ mặt người đám binh sĩ thời bình ít khi phải hành quân đường dài cấp tốc cho nên bây giờ ai cũng mệt mỏi không ít người còn đang gục đầu ngủ có lẽ vì vậy mặc dù xung quanh sơn thôn này đã được vây kín bởi binh sĩ nhưng một bóng đen vẫn thuận lợi tiến qua nhanh chân thi triển thân pháp lao đi như trong đêm chẳng mấy chốc bóng đen nọ đã tiến đến một mảnh rừng nơi mà đám người thiên minh và hắc y nhân ở đó bọn chúng lựa chọn đường nhỏ lên núi cách đây hai dặm về còn lại là ở các người. bóng đen vừa thoát khỏi sơn thôn kia chính là vô diệt sau khi mật báo hành tung của đoàn người hắn mau chóng quay trở lại sơn thôn Hắc y nhân nghe vậy thì lập tức xoay người tiến về nơi yêu khí đang bốc lên thấu trời. Sau một hồi, hắn trở lại, theo sau là hàng trăm yêu quái, với đủ loài, tất cả hiện tại đều huyễn hóa ra nhân diện. Chỉ có điều, trông bọn chúng vô cùng kỳ quái. Thiên minh đưa mắt đánh một lượt, yêu quái có mặt tuy số lượng đông đảo, nhưng đa phần đều là yêu thú hoặc yêu linh. Bất quá, số lượng như vậy cho dù là không có lực đánh chết đám người đỗ hùng Đinh Long Thì cũng để chết được bọn họ Người vất vả rồi Ta và người của dự thượng dương thanh phái Sẽ đi sau tiếp ứng Trận đầu là giao cho yêu tộc các người đó Thiên minh chắp tay Khách khí hướng hắc y nhân Hắc y nhân gật đầu Đoạn nhờ thiên minh nói lại với huyết thềm thử Một khi đã tới đây Thì phải lập tức qua đó trợ chiến Yêu chúng của yêu tộc tuy đông nhưng phải cần đầu lĩnh yêu thiên minh đồng ý rồi đưa theo tinh thử ngũ sắc tiến về khách điếm hội hợp cùng với mã lân tính toán bước đi tiếp theo trở lại với tình thế ở sơn thôn tất cả mọi người nghỉ ngơi một hồi lâu cuối cùng cũng quyết định lên nối sơn đạo nhỏ hẹp hai bên cây cối um tùm đoàn người phải chia nhau thành từng nhóm nối đuôi nhau tiến lên chốc chốc tiếng con chim vỗ cánh vì bị đánh động làm cho đám binh sĩ không khỏi giật mình. "Này, lần này chúng ta là đi đánh yêu quái thật sao?" Ở trong đám binh sĩ, một tiểu tử độ 17 lên tiếng. Đi bên cạnh là một trung niên, vừa nghe binh sĩ nọ hỏi đã ra dấu cho hắn nhỏ giọng. "Người lần đầu ra trận, chớ để tâm hoảng. Chúng ta thân là binh sĩ sông pha chiến trường, là lẽ bình thường thôi. Nếu như xảy ra chiến đấu, chỉ cần anh dũng giết địch, Đại lực ta sẽ chiếu cố người Người Đại lực kia còn chưa dứt lời Thì cả thân hình to lớn như bị thứ gì đó vồ lấy Tiếp đó là hàng chục bóng đen Từ trong bụi rậm ven đường lao ra Bắt đầu xông vào Mà cắn xé cả đám binh sĩ Nhất thời Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên hai sư đồ Đỗ Hùng và Tiểu Cường đi ở tốt đầu nhận ra có biến cố ở đằng sau vội vã cùng lao đến xem xét có, có yêu quái có yêu quái tiếng kêu thất thanh của một binh sĩ phát ra giữa đoàn người khiến tình thế lại càng thêm hỗn loạn ở phía đầu và giữa đoàn người đều bị yêu quái tấn công những đệ tử của hai phái thấy vậy lập tức lấy ra pháp khí tiến ra bên ngoài vừa chỉ huy binh sĩ vừa ra sức chém giết trương bá lấy ra thiết trợ hét lớn chấn an mọi người kế đó lao về phía kêu lên tiếng hét đem yêu quái cắn xé binh sĩ nọ chém chết chúng ta bị tập kích mọi người tụ lại ứng phó lưng áp sát nhau chú ý quan sát hệ thấy quái nhân thì lập tức chém giết không cần đợi lệnh trường bá nói một hơi lại vung thiết trưởng đánh bay đầu một nữ nhân có khuôn mặt rắn đang lẻ lưỡi mà lao đến làm sao mà chúng biết rõ lộ tuyến của chúng ta Nguyễn Binh dùng trường kiếm chém bay đầu một con trồn tinh Quay sang Trương Bá giọng gấp gáp Trường Bá nét mặt cũng mơ hồ, không rõ Chỉ tập trung chém giết những yêu quái đang lao về phía đoàn người Hiện tại là tình thế bị động, nhân lực chủ chốt tứ tán Hắn nhất thời cũng không đưa ra được chủ ý tốt Chỉ đành gắng sức mà đối địch Đem hy vọng giải vây đặt lên vai Đỗ Hùng và Đinh Long Là những người thông thạo địa hình của giả lĩnh Sơn nhất 151 Mảnh rừng vốn dĩ yên tĩnh Bỗng chốc trở thành chiến trường sinh tử Hàng loạt những tiếng gào thét vang lên trong đêm Những bình sĩ mới đầu Bị sự man dại của yêu ma dọa sợ Nhưng về sau Thấy huynh đệ của mình tử chiến Khí huyết cũng cuộn trào Ai nấy đều anh dũng vùng đao thương giết địch Khiến cho thế cục cảm thảm sát Dần dần trở nên rằng co Người cắn ta một miếng Ta trả ngươi một đau Cứ như vậy nhân số thiệt hại cho cả hai gần như cân bằng tất cả thay đổi khi có thêm sự xuất hiện của một bóng người những người đó không ai khác chính là vô diện và huyết thiềm thử ở trong bóng đêm vô diện như là sát thần song kiếm trong tay bay múa cứ qua cuống họng của những pháp sư binh lính ở trên đường của hắn đi qua bất kỳ kẻ nào cũng không chống đỡ nổi quá hai chiêu liền bị hắn sát hại Khuyết thiềm thừ thân là yêu vương, tuy hiện tại tu vi chưa ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng chí ít cũng có sức lực của một tiên yêu đỉnh phong. Dưới sự điên cuồng của hắn, đã có rất nhiều sinh mạng bị tước đoạt, máu huyết thấm đẫm cây cỏ. Ngay khi tuyệt cảnh đang dần dần che lấp đám người trương bá, bọn họ lại xuất hiện tê hy vọng. Trương Phong sau một chặng đường không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng tới đây. Mắt nhìn thấy thảm cục của đám người trương bá. Trương Phong lập tức rút ra quy điển song giản mà vọt lên. Trong đêm đen khó phân địch ta, hắn cùng đám Lý Hồng lập tức nhắm đến huyết thiểm thử và hắc y nhân cùng với vô diện mà tấn công. Nhờ vậy, áp lực lên những binh sĩ pháp sư của giả trạch đạo tràng và tam giang nhất quán được giảm đi thấy rõ. Lại là hắn! Huyết thiểm thử khó chịu khi nhìn trong đám người xuất hiện khuôn mặt quen thuộc, đang chém giết một đường đánh đến đây. Vô diện đang đánh giết nghe vậy cũng dõi mắt nhìn theo. Nhìn ra điều gì đó, hắn nhếch miệng cười nhạt. Người sợ tên tiểu tử đó sao? Không lẽ hắn là người khiến người thành ra như vậy? <laughs> Trước sự mỉa mai của vô diện, huyết thiểm thử chỉ cười hề hề đáp. Người giỏi thì cứ thử một lần là biết ngay. Hai đại mỹ nhân cùng hắn, ta sẽ chăm sóc chú đáo. Được. được vô diện không do sự lập tức nhận lời thân thể khẽ lay động thoáng một cái đã áp sát đến chỗ của trương phong cỗ sát âm khí lạnh lẽo bất thình lình ập tới làm cho nội tâm của trương phong không khỏi sợ hãi theo bản năng hắn vung song giản che chắn trước mặt chỉ nghe keng một tiếng âm thanh kéo dài làm cho những người đứng bên phải ôm tai kêu thét trương phong trong lòng trầm xuống khi biết kẻ vừa mới tới thực lực siêu cường trong ánh sáng nhá nhem của những ngọn đốt, cái mặt nạ bạc lướt qua khe của song dàn ánh mắt băng lãnh của vô diện soi mói trương phong kỹ càng sau một hồi ngạnh lực vô diện nhảy lui ra đằng sau mấy bước song kiếm đan chéo trước mặt dùng ánh mắt có chút tán thưởng nhìn trương phong quả nhiên là có chút thực lực bảo sao chủ nhân khuyên ta cẩn thận với người Trương Phong mặc dù mơ hồ trước lời của kẻ trước mặt Cũng không rõ thân thế của hắn ra sao Nhưng sau một kích vừa rồi Biết kẻ này khó đối phó Không dám khinh địch Trương Phong vận lực kích phát thần lực của song giản Hai vết lam quang bừng sáng trong đêm Tinh tú bộ cũng bị đẩy lên đến cực hạn Nhanh như một tia chớp Trương Phong áp sát với vô diện Không nói lời thừa Lập tức tấn công Quả nhiên là rào khoản Vô diện chỉ khẽ cười lạnh kế đó vung lên song kiếm nghênh đón từng tia lửa đỏ lóe lên rồi sau một lần giản kiếm va chạm kèm đó là những luồng linh lực khuếch tán khiến cho đám yêu quái không dám tiến đến trận chiến của bọn họ trở thành đơn đấu giờ đây chỉ còn đem thực lực của chân chính của bản thân mà phân cao thấp ở bên kia huyết thiềm thử sau một hồi đại khai sát giới hiện tại cũng bị lý hồng tiểu thúy vây công dưới thực lực của một dạ quỷ và một tiên yêu, rất nhanh cả hai nàng đã vây chặt được huyết hiểm thử, đẩy hắn ra khỏi vòng chiến, tránh cho yêu khí và quỷ khí bức người ngộ sát những binh sĩ kia. Hai đại mỹ nhân, các nàng nhớ ta đến vậy sao? <laughs> Nào, đến đây cho ta hôn một cái! huyết thiềm thử tuy hiện tại không thể dùng sức chấn áp lý hồng và tiểu thúy như lần trước nhưng bản tính háo sắc và ngạo khí của yêu vương vẫn còn vừa đánh hắn vừa buông ra những lời châm chọc ô uế mục đích là kích động đối phương lý hồng đương nhiên biết mục đích của hắn cho nên bình thản không đáp tiểu thúy thì kích động hơn thân thể biến hóa thành đại xà điên cuồng lao tới huyết thiềm thử ở phía bên kia đám yêu quái dần dần bị tiêu diệt những binh sĩ lúc này Nhuệ khí cũng đã tăng lên cao Đám cung thủ chia thành từng nhóm Án ngữ ở phía bên kia trận chiến Vừa nhìn thấy chân thân của đại xà Đã hò hét Dương cung ngắm bắn Cũng may Tiểu Minh ở gần Tiểu Minh lập tức chửi đồng Lại gọi Tiểu Châu Tiểu Ngọc lao lên ngăn cản đám cung thủ Mẹ nói chứ các ngươi Các nàng là yêu quái tốt đó Vừa nãy còn cứu mạng các ngươi đó Dừng lại Vớ vẩn Yêu quái thì làm gì có người tốt Ây à, các người tránh ra Một binh sĩ hò hét Muốn đuổi bọn Tiểu Minh ra Nào ngờ vừa dứt lời Bị Tiểu Minh dùng sức Giật lấy cây cung bẻ làm hai đoạn Các người vừa nãy cũng thấy hai đứa nhỏ này Chiến đấu giết hết yêu quái lúc không Con mẹ chúng mày Mở to mắt mà xem nó là người hay là yêu quái Tiểu Minh tức giận chỉ tay mắng Tiểu Chu và Tiểu Ngọc đứng bên cạnh hiểu ý Dùng mình hóa ra chân thân Dọa cho đám cung thủ suýt chút nữa đái cả ra quần cả đám nhìn nhau một hồi cuối cùng hạ cung đúng lúc này ở phía đầu đoàn người tiếng hò hét thắng trận vang lên trong đêm đen rất nhiều yêu quái chen lấn bỏ chạy tiểu minh thấy vậy cũng thở phào không dây dưa với đám cung thủ nữa lập tức cùng với tiểu chu và tiểu ngọc chạy về phía của trương phong tiểu thúy và lý hồng Hồng giúp họ một tay thế cục đã dần dần bình ổn yêu quái theo lệnh của hắc y nhân cũng dần dần rút đi sơn đạo ngổn ngang sát chết kẻ cụt tay, người cụt chân la liệt. Cách đó không xa, trận chiến của Trương Phong và Vô Diện. Cũng dần đến hồi căng thẳng, linh phù và pháp khí va chạm nhau liên tiếp, hai người đã đánh. Hơn chục hiệp, vẫn bất phân thắng bại. Tiểu Minh cũng chạy tới, nhìn Trương Phong, thấy nét mặt mệt mỏi, y phục rách giới thì lo lắng. Lại đưa mắt nhìn sang đối diện, thấy đối thủ của Trương Phong, tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Chiếc mặt nạ màu bạc còn lưu lại mấy vết lõm tiểu minh đoán là do quy điển xong đả giản mà lưu lại ây à, tiểu phong để tôi giúp cậu dưới sự lo lắng tiểu minh sấn sổ bước đến thế nhưng trương phong lại giơ tay ngăn hắn lại ánh mắt mang theo sắc xanh nhìn hắn giọng nói bằng lãnh cột ngay bộ dáng của trương phong lúc này làm cho tiểu minh sợ sệt chưa bao giờ thấy tiểu tử trương phong này lãnh khóc như vậy Tiểu Minh nào biết Giờ đây trong thân thể của Trương Phong Cỗ lực lượng ngũ hành đang tán loạn Khắp kỳ kinh bát mạch đang bị hôn đúc Bởi nhiệt khí của Kim Tử Thảo Cũng chính vì điều này Mà tính khí của Trương Phong thay đổi Trở nên cuồng dã Tuy rằng nhiệt khí kia có thể giúp kinh mạch Của Trương Phong bền chắc Chiến khí lưu thông dễ dàng Khí tức thông thuận Đem toàn bộ quá trình tu luyện của hắn đẩy lên đến cực hạn Thành tựu trước mắt cũng dễ dàng đạt được nhưng nếu như không tìm ra cách luyện hóa triệt đề tác dụng của nhiệt khí thì không sớm thì muộn hắn cũng sẽ đền loạn tự biến mình thành kẻ cuồng bạo giết chóc trở lại tình thế chiến đấu lúc đó ngay khi lam quang nuốt trọn lãn nhãn cầu cứ nghĩ một trận chiến sinh tử sắp diễn ra nào ngờ bên kia vô diện dường như cũng cảm nhận được điều gì thu lại song kiếm hướng ánh mắt có phần khiếp sợ nhìn trương phong Kế đó lại nhìn qua thảm cục của chiến trường một chút Rồi dứt khoát say người bỏ đi Để lại Trương Phong sau một tiếng hét giải phẫn nộ Sau khi vô diện đi rồi Chiến đấu chân chính chỉ còn lại huyết thiềm thử Và Lý Hồng, Tiểu Thúy Hắn nhận ra thế cục hôm nay đã mất liền lếm mép Buông mấy câu dâm đắng Rồi từ 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 bỏ tấn công Rút lui Biến mất vào trong màn đêm đen đặc <laughs> Hai tiểu mỹ nhân hẹn gặp lại các nàng <laughs> lúc đó lão đây sẽ đem cưới hai nàng về làm áp trại phu nhân cho lao <laughs> chương 152 Quang cảnh sơn đạo Chỉ còn lại những tiếng rên rỉ Của những người bị thương Trương bá bây giờ mới đem môn nhân của mình Kiểm tra lại một lượt Kết quả gần 20 người chết một nửa 500 tinh binh của Nguyễn Tùng phái đi Cũng chỉ còn lại hơn 200 Ở phía bên kia Trong đám nhốn nháo Đinh Long sách sát quỷ kiếm Đầy máu bước về phía đoàn người Ở đằng sau một đoạn Đỗ Hùng cũng mệt mỏi tiến tới, còn Tiểu Cường thì không thấy đâu. Tiểu Cường đâu? Vừa thấy Đỗ Hùng tới, Trương Bá vội hỏi. Trong đầu hắn lúc này đang có ngàn vạn câu hỏi cần phải giải đáp. Đỗ Hùng chỉ lắc lắc đầu. Vừa nãy tình thế hỗn loạn, chúng ta chỉ ra ứng phó. Đến toàn cuộc thì lại không thấy nó no đâu. Nghe xong, Trương Bá khẽ đập mạnh cây thiền trượng xuống đất ở trong thâm tâm đã đoán định được điều gì hắn lập tức bảo hai người đinh long đỗ hùng dẫn đường đưa đoàn người lên nối đám tà vật kia tuy đã rời đi nhưng cũng không biết bao giờ trở lại đoàn người mang theo những kẻ bị thương cùng với những người đã chết tức tốc đi lên nối không ai để ý đến sự có mặt của đám trưng phong cùng lúc này cách chân dạ lĩnh sơn không xa năm con tuấn mã rừng vó năm người ngồi trên lưng ngựa phóng ánh mắt quan sát dị tượng ở trên dã lĩnh sơn một người lên tiếng sau nơi án ngữ tổng môn lại có yêu khí tản mát như vậy không lẽ dã lĩnh sơn đã có chuyện đi thôi mau chóng lên núi đám trưởng phòng có lẽ cũng đã có mặt ở đó thì ra năm người kia là trần kiên trí dũng tề muội hoàng linh lý phượng và tiểu tử dương soái năm người thúc ngựa ngày đêm đến Lị nhân thành tới nơi hai tên quan binh và rất nhiều đạo sĩ đã đến dạ lĩnh sơn bây giờ tức tốc mới đuổi theo hiện tại thấy yêu khí đang tàn mát ở lưng chừng núi cả đám không khỏi suy đoán thực sự là dạ lĩnh sơn đã lâm lạn không dám chậm trễ trần kiên hối thúc mọi người dục ngựa phóng đi từ nhỏ trần kiên đã theo sư phụ đi khắp nơi đối với địa thế của ngũ đại tông phái hắn nắm rõ như trong lòng bàn tay ở bên chiến trường đám người đỗ hùng rời đi trương phong cũng dần dần bình ổn lại tâm tình Khí tức màu xanh lam cũng thu vào trong mắt Bây giờ Tiểu Minh mới dám đến gần Thế nhưng dường như vẫn còn sợ Bộ dáng như muốn ăn thịt người của Trương Phong hồi nãy Tiểu Minh không dám đến bên Mà dùng một viên đá Nhắm nhắm đầu của Trương Phong mà ném Đang yên đang lành bị ném đau Trương Phong lẩm bẩm chửi thề Này con mẹ nhà cậu Chảy máu tôi ý. Tiểu Minh bị chửi Nhưng thần sắc lại vui vẻ Chạy tới xoa nắn tay của Trương Phong miệng hỏi dồn hắn vừa nãy làm sao mà lại hung hãn như chó vậy trương phong như cũng chẳng nhớ nổi điều gì gặng hỏi tiểu minh bấy giờ tiểu minh mới đem sự điên loạn vừa nãy nói ra một lượt nghe xong thì chính bản thân trương phong còn khiếp sợ lý hồng và tiểu thúy cũng tiến lại mấy người hỏi han tình hình một hồi rồi cùng nhau lên nối bọn họ đi được một đoạn bắt gặp những cột gỗ to bên trong bày trí rất nhiều hình nhân được tô vẽ đạo văn cùng phản văn chẳng chịt Trương Phong ra giống cho mọi người dừng lại Đưa mắt quan sát rồi nói Từ lâu nghe nói Đức Thánh trưởng đồng tử tinh thông đạo giáo Cùng Phật giáo Là người Phật đạo song tu Quả nhiên là truyền nhân môn phái Cũng kế thừa được y bát Này thế nào là đạo Phật song tu Trương Phong chậm rãi giải giả thích Đạo Phật song tu chính là đem tinh túy Của hai giáo hòa vào làm một Lấy tinh hoa bù đắp vào khuyết thiếu Đưa trận pháp khám phá sự tinh diệu của thiên địa đại đạo. Ây nói như vậy tất cả người trên núi này đều là đạo Phật song tu rồi. Tiểu Minh hiếu kỳ hỏi, Trương Phong lắc đầu, tỏ ra mình cũng không biết. Hắn chỉ biết để có thể cùng lúc lĩnh hội tinh túy của đạo giáo và Phật giáo đem quy về một mối, tham thấu tinh hoa của thiên địa đại đạo thì không phải là ai cũng làm được. Đang trong lúc Trương Phong còn mải mê quan sát tìm ra biến ảo của trận pháp hình nhân trước mặt thì tên ngốc tiểu minh vì hiếu kỳ tiến lên một hình nhân xem xét nào ngờ đưa tay chạm vào được đồ án tô vẽ ở trên hình nhân thì toàn thân hắn như bị hấp lực hút mạnh lôi tột vào bên trong trận cho đến khi trương phong phát hiện ra thì đã quá muộn tiểu minh như bị hút vào không gian trước mặt nuốt trọn thoáng chốc đã biến mất trong tình thế cấp bách, Trương Phong cũng không suy nghĩ gì nhiều, khẽ mắng tiểu minh ngu ngốc, đoạn cùng với đám Lý Hồng tiến vào trong trận. Vừa tiến vào bên trong, khung cảnh thực chất không hề thay đổi, có chăng những hình nhân trước mắt đã bị thay thế bởi những nhân ảnh thực thể có tăng có đạo. Vừa nhìn thấy những người này, Trương Phong vội vàng bắt quyết đạo ra thủ lễ, hy vọng dùng danh phận của chính phái Huyền môn nói chuyện cầu tình. Nào ngờ những người kia đến nói cũng chẳng nói, vừa thấy bọn họ đã lao ra đánh giết. Sự tình phát sinh làm cho Trương Phong bối rối, hắn chẳng còn cách nào khác đành phải rút pháp khí mà phòng thủ. Bọn Lý Hồng, Tiểu Thúy cũng vội vã phóng ra tu vi, vừa đánh vừa lui lại bên cạnh Trương Phong. "Các vị, nghe ta nói, ta đến, ta đến là bạn, chứ không phải là thù." Trương Phong vừa vung sam giản đón đỡ một kích của hai tăng nhân, vừa lớn tiếng phân trần nào ngờ đám người kia như không nghe thấy thì vẫn cứ hung hăng lao đến giết tăng nhân lại đến đạo sĩ người nào người đấy thi triển cước bộ nhịp nhàng giống như đã được diễn luyện bất chợt trong không gian của trận pháp một âm thanh giả nô phát ra các người tự ý lên sơn môn của ta lại có đại yêu ác quỷ đi cùng còn dám nói là bạn sao nhận ra hiểu lầm to lớn Trương Phong thi triển ra thân pháp Né tránh hai đạo linh lực Đang đặt áp tới Lên vận sức mà đáp Tiền bối là hiểu lầm Bọn ta đều là bạn tốt Lần này lên núi là muốn cùng dạ trạch đạo tràng đối địch Chứ không hề có ý xấu Nói vậy, Nếu như các người có thể vượt qua đạo Phật tinh quang trận Ta mới tin Âm thanh một lần nữa cất lên Mọi thứ lại im bặt Bên tai của Trương Phong chỉ có thấy tiếng linh lực đang ầm ầm ập đến trong lòng hắn không khỏi lầm bẩm chửi thề còn mẹ nó chứ đã vượt qua được thì cần gì nói nhiều với các người như vậy đến đây trương phong ngẩn ra chậm rãi nhớ lại câu nói của người kia chợt nhận ra trong đó có ẩn chứa hàm ý tâm cơ máy động trương phong kêu mọi người trốn ra sau lưng của mình đoạn hét này này tất cả tất cả dừng tay dù thế nào cũng không được phản kích Bọn tiểu minh nghe thế vậy thì cả kinh Lúc đầu còn cho rằng mình nghe lầm Nhưng khi thấy Trương Phong Cắm xong giản xuống trước mặt Thì mới tin những gì mình vừa nghe là thật Dù sao đi được đến ngày hôm nay Trương Phong cũng chưa từng khiến cho bọn họ thất vọng Cho nên tất cả đều tin tưởng hắn tuyệt đối Lý Hồng là người đầu tiên thu lại quỷ khí Tiếp đó là Tiểu Thúy và hai huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc còn Tiểu Minh sau một hồi do dự Cũng từ mò phòng thủ Nhắm chặt mắt Cảm nhận linh lực khủng bố của đám tăng nhân và đạo sĩ Đang áp tới Tâm sinh ác niệm Vạn đạo xé thân Thanh thuyết tinh thuần Trời xanh trứng giám Nào đến đây đi đi Trương Phong niệm một câu khẩu quyết trong thanh tâm chú của Trương Gia Nhắm nghiền hai mắt Đứng sừng sững Đứng đầu đoàn người Mặc cho lực lượng đang ầm ầm xé đến Kết quả chờ đợi một hồi lâu cũng không có biến hóa gì. Rồi mới từ từ mở mắt, bọn họ phát hiện bản thân đã đứng trước một cánh cổng lớn, ở bên trên có ghi bốn chữ to là Dạ Trạch Đạo Tràng. Trương Phong trong lòng vui vẻ, biết suy đoán của mình không sai, quả nhiên là trận pháp kia là dùng để khảo nghiệm tâm niệm của người lên núi. Trận pháp vốn chỉ là ảo tượng do linh khí trăm năm của Dạ Trạch Đạo Tràng sản sinh ra có thể nói trận pháp này vừa hư vừa thực chỉ cần kẻ lên núi tâm sinh ác niệm thì linh lực cường đại trong trận pháp là thực ngược lại đối với những người mang thiện niệm thì tất cả chỉ là hư vô các vị xin mời vào cánh cửa lớn của dạ trạch đạo tràng từ từ mở rộng một đạo sĩ bước ra dùng ánh mắt thâm trầm nhìn bọn trương phong đoạn cung kính Trương Phong bắt ấn, hoàn lễ, rồi xảy bước tiến theo đạo sĩ. Trên đường đi, vị đạo sĩ nói, ngày hôm qua, khi đạo Phật tinh quang trận mở ra, có rất nhiều kẻ muốn sông lên núi. Nhưng đám người bọn họ là những người duy nhất trải qua được khảo nghiệm. Nghe đến đây thì Trương Phong hít sâu một hơi, nhủ thầm, dạ trạch đạo tràng quả nhiên là tông môn đứng đầu của huyền môn Đại Việt. Nếu như hắn ngạnh kháng Chỉ sợ cái mạng nhỏ này Cũng để lại bên trong đạo Phật tinh quang trận Cả đám đi trượt bao xa Đến trước một sân lớn Ở bên trong đạo tràng Ở đây bọn trương bá cũng đang có mặt Vừa nhìn thấy đã đưa mắt quan sát Sự chú ý tất nhiên là đặt lên người của Lý Hồng Tiểu Thúy Và huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc Là ngươi Bọn Trương Phong còn chưa kịp chào hỏi Thì trong đám người Một người hét lớn Cái đó là Nguyễn Binh hầm hầm lửa giận Bước ra vung trường kiếm Chỉ mặt của Trương Phong mà quát Tên tiểu tử khốn kiếp Người, người còn dám đến tận đây Có phải người cũng định giết hết Tất cả các vị tông sư đang tỏa chấn ở đây Câu nói của Nguyễn Binh như gợi lên điều gì Trương Phong hai mắt nhìn sang, thấy Trương Bá ánh mắt cũng vằn đỏ đầy huyết sắc đang gườm mình. Trong đám người bắt đầu xuất hiện những tiếng mắng chửi, đa phần đều là môn đồ của Tam Giang Nhất Quán. Cũng có những người đã từng ở lại Lưu Gia thôn nhận ra là tên tiểu tử này, chính hắn đã giết chết quán chủ, thiếu chủ, là hắn, chính là hắn. Trương Phong vừa nghe, lập tức hiểu lên tiếng giải thích, ca vị vậy vị đây 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 là hiểu lầm, ta thực sự không phải là kẻ ra tay với Trương quán chủ. Ngươi tất nhiên không phải. Đám người nghe Trương Phong giải thích thì lại càng tức giận, ai nấy đều rút binh khí đang định xông lên thì Trương Bá ngăn lại, kế đó còn nói ra một câu làm cho mọi người kinh ngạc. Nguyễn Bình cũng không giữ nổi bình tĩnh. Ừ, thiếu chủ ngươi làm sao vậy? Hắn đích thị là kẻ đã giết chết quán chủ. Chưa hết. Không chừng Hắn chính là kẻ luôn theo dõi chúng ta Đem hành tung trên núi của chúng ta báo cho yêu tộc Đẩy chúng ta vào hiểm cảnh bị phục kích vừa nãy Những người còn lại nghe đến đây cũng gật đầu đồng ý với Nguyễn Binh Tất cả đều coi Trương Phong trở thành tội đồ của huyền môn Trương Bá nghe thấy hết Nhưng tuyệt nhiên không đáp Mặt vẫn cúi gầm Huyết sắc đang che hết toàn bộ nhãn cầu Tay nắm chặt thiết trượng cũng run lên nhẹ nhẹ Khí tức xung quanh trở nên cô đặc bởi sát khí toàn thân của trương bá run rẩy âm thanh cũng có chút trầm trầm người tất nhiên không phải bởi người không có tư cách là đối thủ của cha ta trương bá vừa dứt lời ánh mắt mang theo sát khí liếc nhìn lý hồng tiểu thúy trương phong hiểu ra ý của hắn là muốn ám chỉ mình dùng quỷ kế mượn nhờ lực lượng của yêu tả bên cạnh để đắc thủ cho nên vội tiến lên phân bô nào ngờ lời còn chưa hết thì trương bá đã nhún người sông đến sát khí bắn ra từ trong mắt làm cho trương phong kêu khổ không ngừng dù muốn dù không nhưng vẫn phải nghiến răng rút ra quy điển song giản để ngăn lại thế công này những gì đang xảy ra ở bên ngoài các vị tông sư đại năng ở bên trong không hay biết bọn họ hiện tại vẫn đang ra sức bố trí trận quang linh thạch sở dĩ mấy vị tông sư vội vàng gấp rút như vậy là bởi vì vừa nãy khi đưa thi thể của trương quán chủ đến đây đám người nguyễn binh đã từng nói lại một lượt tình huống ở phủ lị nhân trần toàn thượng sư đương nhiên là không tin việc này do trương phong làm cho nên cùng mấy người còn lại kiểm tra thi thể của trương quán chủ kết quả lại phát hiện thứ đánh nát ba đại huyệt của trương quán chủ là một trong những sát chiêu của thượng thanh phái tên gọi là diệt hồn tam thức ngay khi nhận ra tất cả đều là do huyền môn hoa hạ đứng đằng sau, thao túng, thì bọn họ lại thêm lo lắng mấy phần. Vì lẽ đó mà trận pháp bảo vệ linh thạch mới được gấp rút hình thành. Đang trong lúc khẩn trương bày trận, triệu tiến đạo trưởng bỗng dưng ngừng tay. Lại có người lên núi. Giờ này là giờ phút nào mà còn quán cái chuyện đó đó Nếu mà chính phái huyền môn thì tự nhiên là phải biết cách qua trận. Trần Toàn Thượng Sư không vui nói, ngay sau đó thúc giục mấy người còn lại mau chóng hoàn thành trận pháp ở ngoài sân. Trận chiến đấu bắt đầu dâng lên kịch liệt. hết tập 25 quý vị và các bạn thân mến, các bạn thấy uh, cái 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 trận chiến nó rất là căng thẳng, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chờ xem tập tiếp theo tập 26 mọi thứ sẽ ra làm sao. Xin chào và hẹn gặp lại.